Sumoviet.vn bán ít nước quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào bạn, đây là trang phục mới của Gedo. Và này, chiếc ghế da hẳn hoi cơ. lại còn có cái gì anh em ơi. Nói chung là video like hành nghề cướp biển nha. Hay à, trang phục thì ngoại hình rất là chất, mỗi tội là không có hiệu ứng kỹ năng. Có thể bạn chưa biết một bộ đồi vô cùng áp lực của Gedo Mobile thì đó chính là Gedo và Yasuo. Hai vị tướng này kết hợp với nhau rất lợi hại, khả năng ép rất là lớn anh em ơi. Nhưng mà quả này trời ơi, choáng này, choáng luôn cả ba kìa. Ôi kìa, Su ơi, Su mà ngắm là có mạng anh nha. Mình xin con chim, chim lại thuộc về Su anh em ơi. Nói chung là một đứa khống chế từ xa, còn đứa kia thì ngắm, em bắn mà thôi. Ô cái gì vậy? Một cô bé lúp lùm và lăn đùng ra chết với cái lý do đó là cái này mình cũng không biết luôn, bởi vì một cái thanh niên chơi Gedo với cái tên là bóc dứa chả góp, chơi cái trò này cũng chả góp được luôn ý. Chịu chịu anh em ơi, chịu thực sự luôn. Boom đó, bắn trưởng từ xa lại kết hợp với Murat ở thế công thế này. Thôi rồi, Yasuo ngắm từ xa thế này. Nên là anh em nào thấy đồng đội pick Yasuo ấy, pick ngay Gedo để hỗ trợ cho đồng đội của mình nha. Và tất nhiên khi mà trang phục mới của Gedo ra mắt thì nó cũng không liên quan đến vị tướng Gedo đâu. Một trang phục không có hiệu ứng kỹ năng. Anh ơi, wow, tốc biến combo như phim trưởng, trời ơi, lướt lên sau đó thì lăn đùng ra chết. Trả góp nhưng cứ từ từ thôi, làm gì mà đòi gắt vậy đó. Mà Quỳnh Vương mình có bóp đâu, bóp mà trận này thì bóp mà Ari, bóp mà Kafali, bóp Alice, à thôi Alice hơi bé. Rồi, let's go, cái tên rất là thú vị anh em ơi. Gedo thì đồng đội sợ nhất là chơi Gedo trợ thủ phương phép, nhưng mà chơi được nhưng mà cũng phải có là xài chiêu chuẩn nhé. Đấy, xài chiêu chuẩn thì mang nhiều lợi thế cho team, cứ xài chiêu lỗi thì sẽ rất là phải đợi late game anh em mới gánh team được, nhưng biết đến bao giờ mà late đúng không. Thành ra khi chơi những chất tướng late game kiểu Gedo ấy mà đồng đội late quá rồi, ví dụ AD rừng hay là AD thì mình siêu lết, mid cũng lên luôn, top cũng lên luôn thì thôi, chờ còn tường khác đi anh em ơi. Còn khi mà đội hình team mình đầu game khỏe như thế này, chơi Gedo là hợp lý. Đấy, bắn trưởng kết hợp với Yasuo cứ phải gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Nhớ là đi chung với Yasuo nha anh em ơi, các bạn chỉ cần bắn chiêu 2 ở xa chúng là Yasuo sẽ chắc chắn nhắm chúng luôn. Rất dễ thực hiện cái combo này. Thực ra trong đấu giải cũng xuất hiện cái bộ đôi này cũng lâu lắm rồi anh em ơi. Và khi bộ đôi này xuất hiện thì thực sự là rất đáng sợ. Lúp lùm nè. Các bạn lên vua phép thì thực sự sát thương rất là to. Bây giờ mình đã có sát thương to rồi, vì bây giờ mình cũng đã rất là xanh. Bắn rất là đau anh em ơi. Và mình bắn từ xa thế này choáng thôi, vua lao lên là mình chảm rồi. Veda thả tim, nói chung ai chúng choáng người đấy nên bản đánh số nha. Mở đáng ra trang phục hải tặc kia đẹp như vậy, phải có hiệu ứng kỹ năng thì mới xứng đáng chứ anh em nhở, đúng không? Và những trang phục đẹp mà không hiệu ứng kỹ năng thôi. Trong 9 trang phục ra mắt trong cái đợt này thì có hình như rất nhiều trang phục không có hiệu ứng kỹ năng.
chỉ có 4 trang phục có hiệu ứng kỹ năng thôi, còn 5 trang phục không có hiệu ứng kỹ năng anh em ơi. Đến trang phục không có hiệu ứng kỹ năng thì mình để cái màn xuất hiện anh em thấy thôi. Rồi, bắn. Cứ bắn từ xa là tầm tầm là gần được cái máu rồi. Ấy, có thể lên luôn, lên luôn cùng bạn Murat nha. Rồi không có ai ra để cho mình bắn đây. Chỗ này team bạn thì kéo lấy game rồi, toàn chất tướng đấy thì kia. Gavely rồi lại còn Moren đi rừng. Anis đi chứ. Mà lấy game thì mình không yếu đâu, có Veda, có Hindu. Hindu full phép lấy game đánh sướng. Thực sự anh em ơi. Ok ok. Ôi combo kìa. Ok. Búp bẩn anh em ơi, búp bẩn giã man rồi. Cái này không búp bẩn, không phải là người chơi game nghiêm túc đâu. Chơi game mà kiểu cứ thấy người ta còn một chấm máu thôi, cảm thấy là sát sinh là có tội. Đấy. Bạn ấy không giết luôn. Mà để bị giết ngược. Mà đen thôi anh em ơi. Cái thế trận mà 24-1 thế này ý, ăn được mạng của đội thắng rất là khó nha. Bởi vì bây giờ tầm này thì lấy vàng để chết người rồi. Nhìn đồ cũng đã choáng là chết rồi, chứ đừng nói là đánh đấy. Aleko Bay vừa ra mắt cái chế độ đấu trường sinh tử 2.0 cũng rất là vui. Mình tính review cơ nhưng mà chưa thấy anh em chơi, tìm trận không có được. Nên anh em nào muốn chơi cái chế độ giải trí đấu trường sinh tử 2.0 ý, vô bản test và chơi nha. Biết đâu gặp Mô Việt, bán hành Mô Việt thì sao. Ok, và video clip Mô Việt chơi Gindu với cái tình bất dữ trả gấp đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn clip tiếp theo nha. Bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.